trại bên mình thì nói chung là cũng đang trong cái quá trình phát triển thêm à, cho nên là mình cũng khá là bận rộn cái thời gian mà đi giao cá cho các bạn cũng không có còn nhiều nữa có một cái anh khách này cũng ở gần bến tre luôn ảnh ở gần khu công nghiệp giao long đó các bạn có đặt mua mình là hai cặp Dumbo bô ct bơi thì ban đầu là mình tính gửi qua gnt để giao tận nhà cho ảnh luôn á nhưng mà mình cũng thôi tranh thủ để mình đi giao trực tiếp cho ảnh luôn nó sẽ hay hơn à, sẵn đây thì mình cũng rất mong các bạn thông cảm và bỏ lỗi qua cho mình nha tại vì có rất là nhiều tin nhắn của các bạn khách hàng nhắn tin cho mình nhưng mà mình không mới trả lời hết. Có đôi khi cũng có một số khách hàng không có kiên nhẫn được cho nên là nhiều khi cũng có phản hồi lại khá nặng lời với mình nhưng mà thật sự là mình cũng muốn xin lỗi rất là nhiều. Vì ngoài công việc ở trại cá thì bên mình còn một số công việc cá nhân nên rất mong các bạn hiểu và thông cảm cho mình nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn trong lúc đang soạn hai cặp Dumbo siêu tay bơi để đầu giờ chiều mình đi giao thì mình có một cái đơn hàng giao 30 cặp full gold Gain. đó hàng này thì giá nó cũng bèo nhèo lắm các bạn các bạn nuôi số lượng về các bạn thả hội sinh rất là ok ha đó nếu các bạn muốn nuôi dưỡng để cho lên mà ok thì nuôi trên bạc cam giống mình nha rồi ok thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đóng gói để mình đi giao đây rồi cảm ơn khách rất là nhiều luôn cảm ơn anh rất là nhiều đã ủng hộ Dumbo bên em